Những năm gần đây, quả cam của Hợp tác xã Nông nghiệp Ngũ Phúc xã Tam Đa, huyện Phù Cử được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao. Hiện nay, các thành viên của Hợp tác xã đang tích cực nâng cao chất lượng các diện tích cam Việt Gáp và tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho một vụ thu hoạch cam đang đến gần. Để nâng cao chất lượng các diện tích cam Việt Gáp, thời điểm này các thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Ngũ Phúc đang tập trung cắt tỉa lộc non, bón phân có nồng độ kali cao để cây tập trung nuôi và tạo độ ngọt cho quả đánh bẫy rùi vàng hại quả và làm sạch cỏ. Sau 2 năm được chứng nhận canh tác đạt tiêu chuẩn theo quy trình Việt Gáp, đến nay từng bước trong quy trình canh tác nghiêm ngặt này đã trở thành thói quen của người nông dân trồng cam ở đây. Tiêu chuẩn Việt Gáp này yêu cầu cũng lớn, không phun thuốc quả này. Bón phân đúng lúc đúng, đúng, đúng thời gian thời điểm của nó thì để nó mới nâng được cái năng suất và cái chất lượng của quả lên. Đấy. Cái thứ ba nữa là phun thuốc bảo vệ thực vật ấy là phải trong cái thời gian thu phải cách ni được khoảng độ từ 1 đến 2 tháng trước khi thu hoạch. Hợp tác xã nông nghiệp Ngũ Phúc có hơn 21 hecta cam Hưng Yên, cam canh và cam ruột vàng được chứng nhận Việt Gáp. Trong đó cam Hưng Yên và cam canh được chứng nhận đạt sản phẩm ô cốp 3 sao. Vừa qua, hợp tác xã nông nghiệp Ngũ Phúc cũng được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu độc quyền của cam Hưng Yên và được cục sở hữu trí tuệ cấp mã vạch sản phẩm. Nếu như trước đây chất lượng của cam ngũ phúc được khẳng định bằng sự hài lòng của khách hàng, thì năm nay chất lượng của những sản phẩm này đã được chứng nhận bằng những văn bản pháp lý. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền tới các thành viên hợp tác xã nâng cao giá trị sản lượng và chất lượng của quả cam để tiến tới nâng lên 4 sao. Và song song với đó thì tôi cũng đã xây dựng một cái chương trình để tiêu thụ cái sản phẩm nhất liên hệ được một số cửa hàng ở trên Hà Nội bán hoa quả an toàn thực phẩm và cũng đã liên hệ đăng ký với công ty Viettel bán hàng online qua mạng còn độ tháng nữa là các cái đầu mối này sẽ về làm việc cụ thể với hợp tác xã. Những giấy chứng nhận này chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực của các thành viên hợp tác xã nông nghiệp Ngũ Phúc trong việc nâng cao chất lượng các sản phẩm cam của hợp tác xã. Đây cũng là cơ sở tạo điều kiện để hợp tác xã nông nghiệp Ngũ Phúc phát triển thị trường tiêu thụ đưa sản phẩm cam của mình đến với những thị trường khó tính có phần nâng cao giá trị kinh tế của cây cam và nâng cao đời sống cho bà con xã viên